Thời gian qua, các chủng tai họa trên toàn thế giới và nhất là tại Trung Quốc đại lục không chỉ xuất hiện không ngừng mà với tần suất càng ngày càng cao. Tất cả đều cho thấy cơn thịnh nộ và lời cảnh thị từ thiên thượng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì cổ nhân giảng thiên nhân hợp nhất, bất kỳ dị tượng nào cũng đều có lời cảnh báo đằng sau nó. Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Ý tứ là họa và phúc phụ thuộc và chuyển hóa lẫn nhau, ẩn dụ rằng một chuyện xấu cũng có thể phát sinh kết quả tốt và một chuyện tốt cũng có thể phát sinh kết quả xấu, tất cả tùy thuộc vào cách ứng xử của mỗi con người và nhất là của người đứng đầu đất nước. Các bậc quân vương cổ đại làm thế nào khi dị họa phát sinh? Đầu tiên, chúng ta hãy nói đến người sáng lập ra Triều Thương là Thành Thang. Tổ tiên của ông vì có công giúp Đại Vũ trị Thủy lập công nên được ban cho họ Khế, sau này lại được sắc phong tại đất Thương, ban cho họ Tử. Khế ở đất Thương đã làm nhiều việc tốt cho bách tính, giúp cho cuộc sống muôn dân an định. Khi Thành Thang kế vị ngai vàng, ông không chỉ kính trọng thiên mệnh, cúng tế thần linh mà còn trọng dụng Y Doãn và những hiền thần khác. Thành Thang là một quân vương thập phần hiền đức. Thành ngữ võng khai nhất diện chính là có liên quan đến ông. Một hôm khi ông đang dã ngoại săn thú thì nhìn thấy một cánh đồng bốn phía được bao quanh bởi những tấm lưới, người giăng lưới đang lẩm bẩm cầu khấn. Nguyện cầm thú từ tứ phương tứ diện đều lọt vào lưới của tôi. Sau khi nghe thấy câu này, Thành Thang liền nói: nếu người làm như vậy thì sẽ quét sạch toàn bộ cầm thú. Thế là ông hạ lệnh rút ba mặt lưới, yêu cầu những người giăng lưới cầu nguyện rằng: muốn đi bên trái, hãy đi bên trái. Muốn đi bên phải, hãy đi bên phải. Nếu không tuân lệnh, hãy tiến vào lưới của ta. Chư hầu nghe xong chuyện này đều nói: sự nhân đức của ông đạt đến trí cực, ngay cả cầm thú cũng đều có thể nhận được ân huệ của ngài. Đương thời có 36 quốc gia quy phục ông. Sau này Thành Thang dưới sự phụ tá của Y Doãn đã đánh bại quân đội nhà Hạ. Nhà Hạ diệt vong, nhà Thương thuận thiên ứng mệnh lập ngôi vị. Thành Thang liền được gọi là Thương Thang. Sau khi lên ngôi hoàng đế, ông cáo giới các chư hầu cần phải kính sợ thiên thượng, tu hành đức chính, mưu lợi cho dân. Một hôm, trong cung đình, vua Thương bỗng mọc lên một cây lúa kỳ lạ, mọc lên lúc chạng vạng tối, mà đến rạng sáng hôm sau thì đã to bằng hai bàn tay. Các triều thần đều cho rằng đó là điềm bất thường, nên đã thỉnh cầu bói một quẻ về nguyên nhân xuất hiện của cây lúa. Thương Thang ra lệnh cho cận thần phụ trách bói toán lui ra, đồng thời nói với các quan đại thần khác rằng: ta nghe nói sự xuất hiện của vật cát tường là dấu hiệu của phúc khí đang đến, nhưng gặp điềm cát tường như vậy mà làm việc bất thiện thì phúc khí cũng không thể giáng lâm. Sự xuất hiện của việc quái dị là dấu hiệu của tai họa, nhưng gặp hung triệu này mà làm việc thiện thì tai họa sẽ không giáng lâm. Từ đó, Thương Thang càng chú trọng đến việc tu dưỡng đức hạnh. Ông mỗi ngày lên triều sớm và rời triều rất muộn, xử lý công việc triều chính một cách siêng năng cần mẫn. Ông cũng đích thân đến thăm bệnh nhân, thương tiếc người chết, lắng nghe tiếng nói của trăm họ, cố gắng an ủi mọi người. Trong ba ngày sau đó, cây lúa kỳ lạ trong cung điện đã tự nhiên biến mất. Cho nên mới có câu: họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Đây là đạo lý mà thánh nhân muốn truyền đạt lại cho người đời sau. Trọng đức hành thiện được miễn họa tai. Sau khi nhà Thương diệt vong, Chu Vũ Vương kiến lập triều Chu, ông truy phong cha mình là Tây Bá Hầu Cơ Xương làm văn vương. Trong triều Thương, Tây Bá Hầu Cơ Xương là trưởng chư hầu Tây Bộ. Khi ông tại vị, kế thừa đức chính của tổ phụ, nhất tâm nhất ý thi hành nhân nghĩa, kính trọng người già,
từ ái người trẻ, tôn trọng hiền sĩ, có khi đến giữa trưa giờ ngọ vẫn chưa ăn cơm vì tiếp đãi hiền sĩ. Rất nhiều nhân sĩ vì thế đều đến quy phục ông, ví như danh sĩ Bá Di Thúc Tề. Những lão nhân mà Tây Bá Phi thường kính trọng đều theo ông cả. Có một hôm, Tây Bá Hồ Cơ Xương đột nhiên sinh bệnh. Sau 5 ngày ông nằm trên giường, một trận động đất đã xảy ra. Phạm vi của trận động đất không vượt ra ngoài vùng ngoại ô của quốc đô. Lúc đó trăm quan đều thỉnh cầu như sau: Đại vương ốm nằm liệt giường 5 ngày rồi, nay phát sinh động đất mà phạm vi cũng không vượt ra ngoài các vùng ngoại ô của quốc đô. Điều này khiến chúng thần rất sợ hãi, e rằng đó là điềm không cát tường. Văn vương hỏi các quan làm thế nào để giải trừ nó đi. Sau đó có đại thần tâu rằng: Bệ hạ có thể huy động quần chúng gia cố tường thành của quốc đô, như vậy đại khái có thể tránh được tai họa. Văn vương nói: Không thể làm như vậy. Thiên thượng hiển hiện quái tượng là vì muốn trừng phạt người có tội, nhất định là vì ta có tội, do đó thiên thượng mới giáng tai họa để trừng phạt ta. Như nay ta đã gây phiền não bách tính, lại gia cố tường thành, đây chẳng phải tăng nặng thêm tội họa của ta sao? Ta nên phải thông qua trọng đức hành thiện mà được miễn trừ tai họa. Nói xong, văn vương ra lệnh khống chế nghiêm khắc lễ nghi, chi tiêu lương bổng, ngưng sử dụng các chế phẩm bằng da, giao vãn hữu hảo với các chư hầu, chấn chỉnh khoa cử, ban bố tước vị đẳng cấp cùng điền sản tương ứng cho người có công lao. Không lâu sau, bệnh của ông đã được chữa lành và động đất không bao giờ xảy ra nữa. Chu Văn Vương trị vì được 51 năm mới qua đời. Ông lấy đức trị quốc, lấy nhân từ cảm hóa trăm họ, khiến người đời sau đều cảm phục xưng tụng. Mạnh Tử từng nói: Thánh nhân như Văn Vương 500 năm mới sinh ra một vị. Nhìn chuyện xưa ngẫm chuyện nay. Hai vị quân vương thời Tiền Tần được nhắc đến phía trên khi đối mặt với tai họa mà có thể nhanh chóng tiêu trừ. Họ đều là chọn cách tìm nguyên nhân từ bản thân mình, xem mình có chỗ nào còn chưa phù hợp với tiêu chuẩn của thiên thượng để sửa. Càng nỗ lực trọng đức hành thiện, thiên thượng thấy họ phù hợp tiêu chuẩn liền xóa bỏ tai họa. Không chỉ có các đế vương thời Tiền Tần như vậy, mà các triều cát đại hậu Tần cũng đều có không ít hoàng đế không dám xem thường lời cảnh báo từ thiên thượng. Phản cung tự tỉnh, hạ chiếu định tội chính mình. Truyền thống này kéo dài cho đến thời nhà Thanh. Nó cũng phản ánh truyền thống những nhà cai trị thời cổ đại kính sợ thiên đạo, lấy đức trị quốc. Kinh dịch có câu nói: Thiên thùy tượng, kiến hung cát. Ý tứ là ông trời giáng thiên tượng, hết thảy đều có thể thấy dữ lành. Trong học thuyết Thiên Nhân Cảm Ứng nổi tiếng của nhà triết học Đổng Trọng Thư thời Tây Hán cho rằng thiên nhân tương loại tương thông, tạm hiểu là ban thưởng hay hình phạt của ông trời là căn cứ trên hành vi của con người mà thực thi. Thiên thượng dùng điềm lành và tai họa để biểu thị sự tán thưởng hay khiển trách đối với nhà thống trị, chỉ đạo hoạt động của thế gian con người. Ngài Đổng Trọng Thư đặc biệt nhấn mạnh mọi tai họa đột biến của giới tự nhiên có nguyên do rất lớn là do sai lầm của người đứng đầu một đất nước.